Mới à, chúng ta thăm sản phẩm của 10A1 nhé. Nè, là, xem gồm cái gì nào. Đây là đá CL. Đây cho sẽ thấy ra hiện tượng điện phân dung dịch. Dây đang điện phân dung dịch. Vâng. Đây là sau quá trình này sẽ tạo ra CL và natri. Ra chưa? Rồi. Đây, có nhìn thấy gì không? Đang có chú luật đây ạ. Người đến mùi. Em vừa rửa thấy mùi. Đúng rồi, rồi. Dạ. Còn đây à? Đây là hệ thống mà tự động chữa cháy ạ. Đâu nhà cảnh báo cháy thế nào? Bảng mạch này bọn em đang xảy ra lỗi nên chưa thể hoạt động được luôn. Đây là bọn em sử dụng những ống nhựa. Chế phẩm sinh học. Thì khi bọn em đổ nước đây thì chỉ cần đổ một lượng nước nhất định thì ở đây bọn em sẽ có ống nó sẽ tự động nhỏ giọt sang bên này. Mình cũng không cần sử dụng máy móc. Ống tưới cây tự động. Bên này bọn em dùng thủy canh ạ. Đây bọn em dùng nuôi trồng thủy canh. Thủy canh như là anh Duy anh đi thi anh thủy canh nó được giải nhỉ? Giờ này sẽ ở 200ml. Loại gì đấy? Loại gì đấy? Loại du lịch thủy canh nhỉ? Mình nghĩ ra mình mua ấy. Mua à? Tại vì cái này không mình không để. Tưởng về ứng dụng khoa học mình làm ra chứ này. Đây, bọn em ứng dụng. Bọn em ứng dụng khoa học ra nước ra ven. À, nước ra ven. Nước ra ven này bọn em tự làm. Nước ra ven. Rồi ok. Tháp gì đây? Đây là hòn Nam Bộ. Nó trong mỗi gia đình ạ. Nhà của đây là bọn em chỉ làm bằng xốp và kiểu chỉ xi măng lại thôi ạ. Đây là trang trí tiết kiệm cho những gia đình nào mà muốn kiểu gia đình đẹp hơn nhưng mà tiết kiệm một khoản chi phí ạ. Đây bọn em hoàn toàn là làm bằng đồ tự chế hết. Rồi. Nhẹ và đèn mà cũng rẻ nữa. Rồi. Thuốc trừ sâu sinh học của chi đoàn 12. Làm từ gì em? Làm từ tỏi, ớt và cùng bọn em giã ra sau đó đổ rượu vào ạ. Sinh học này thì có thể nó diệt được cái gì? Nó diệt được cái gì? Diệt được sâu nấm mốc ạ. Có thể làm giảm ô nhiễm môi trường. À nè. Thế nó có dùng để ăn phở được không? Không ăn phở được. Nó chết sinh học, nó có chết người không? Nó có gì độc hại không? Không độc hại đâu. Không độc hại mà đúng không? Thế sao chết được? Thế cái này cái gì? Đây là cái bè. Cái bè mà đem môn vật lý ạ. À, cái bè. Vâng. Để tí đi thi đi. Tí đi thi là cái thuyền cơ. À, tí đi thi là thuyền. Đây đây là gì đây? Siro. Siro để uống mùa hè đúng không? Vâng. Rồi. Giải khát ạ. Rồi. Còn đây là mô hình ADN. ADN tự làm à? Vâng. Mô hình ADN là môn sinh học. Rồi, cảm ơn các em. À, chúng ta đang thăm gian hàng của 10A3. Đấy, gồm có mô hình nhà này. Mô hình gì đây? Đây là mô hình hộp bút ạ. À, hộp đựng bút. Tiếp nào? Còn đây là giá để sách ạ. Giá để sách. Còn đây là mô hình xích đu ạ. Xích đu, còn đây ok. Là mô hình nhà. Còn đây là đồng hồ cát ạ. À, đồng hồ cát. À, chúng ta xem đồng hồ cát bao nhiêu phút cho một lần cháy? 2 phút 30 giây ạ. Bao nhiêu? 20 phút 30 giây. 20 phút mới hết. 2 phút 30 giây. À, 2 phút 30 giây thì hết một lượt. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn các em. Sản phẩm của chi đoàn lớp 10 4, đúng không? Đó, 4. Thứ nhất là góc nghệ thuật của họ này rất đẹp ạ. Có những bức ảnh rất đẹp. Chắc là tranh này là các em tự vẽ đấy. Stem 10A4. Đây cái gì đây? Núi lửa. Núi lửa phun trào. À, mô hình núi lửa. Sau nó tự nó xuống lên. À, dạng soda thì nó đúng rồi ạ. Quạt. Đâu, có cái gì nữa không? Ngoài cái này là mô hình mình tự làm cái gì? Cái nhà này ngồi lên, thầy giáo ngồi lên cũng sợp ạ. Thế cơ hả? Làm bằng giấy A4 như này. Làm đọc bằng giấy A4 ạ. Ngồi nhà bằng giấy ngồi lên không bị sập. Không ạ. Thầy giáo ngồi lên không bị sập. Thế... Trên 50 cân không bị sập ạ. Bây giờ để cho thầy cái ghế lên thì kiểm chứng cho em bằng. Ok luôn ạ, đợi em ra luôn. Ông, ở trong này có cái gì cứng lắm? Giấy hết ạ, bọn em làm hết giấy ạ. Tất cả bằng giấy không bị sập. Rồi. Chắc chắn là giấy này sẽ... Nào, mô hình nhà có thể chứa được, chịu được trọng lực là 500 Newton đây, đúng không? Trên 50 cân là không bị sập đây. Kết cấu bằng giấy 100%. Nào, để xuống thế nào. Hai tay ấn mạnh vào đây, kiểm tra thế nào. Rồi, đấy, đấy. Để xuống ngồi đây nào. Rồi, cho em bé ngồi lên, cho em bé ngồi lên để kiểm chứng nha. Nào, nào, chúng ta kiểm chứng cho em bé ngồi lên. Chắc chắn là phải ngồi một chỗ nào đây. Nào, cho em bé ngồi nào.
Nào, nào để Dũng nào. Không rồi. Rồi được rồi, không bị sập đúng không? Vâng ạ. Rồi được. Đây là chèn nhá. Có rất nhiều giấy quấn ở đằng trong đúng không? Để liên kết với nhau. Rất nhiều cột trụ. Chắc phải có cột lạch bên kia. Rồi ok. Đây sản phẩm 10A6 xem nhá. 10A6 stem 10A6. Nào năm nay có những cái gì giới thiệu cho thầy cái gì? Cái gì hay nhất giới thiệu cái này? Rất là đơn giản. Thầy thích cái cơ chế của cái bình thông nhau này, em thử để cho này. Đây là lớp em tận dụng nguồn năng lượng của thủy lực ấy thầy, để nâng năng lượng. Rồi, thủy lực để nâng cả hệ thống lên đấy. Nào, cao nữa nào, cao nữa nào. Hết tầm rồi hả? Nhưng mà hết nước rồi. Bọn em thì không dùng điện hay là pin đấy thầy. Chuẩn. Em nghĩ là như thế thì rất là dùng, rất là tốt cho môi trường. Rồi, bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cái này của các em đẩy chưa được cao lắm. Cao nữa lên thì ghi được giải. Em chỉ cần làm một cái đẹp nhất để được giải thôi chứ cần gì làm nhiều. Rồi bên này là sinh học cái gì? Cái này thì ai ăn được rồi. Nhưng mà cái này, cái trong này là cái gì đây? Bọn em là môi. Chuối à? Vâng. Để bọn em ứng dụng vào môn công nghệ ấy. À, môn công nghệ. Công nghệ nông nghiệp đây đúng không? Vâng ạ. Đây là thạch à? Thạch ơi. Ơi, cảm ơn hai bạn nữ nhé. Đây chúng ta xem ban giám khảo là chấm nhá. Đấy, thầy Ân trưởng ban giám khảo nhóm chấm lớp 10. Nếu mà bình thường nó sẽ chấm không hiểu được, nhưng mà mình sẽ cho nó tự sử dụng cái mô hình, cái vòng lặp đấy để tạo được mô hình. Có nghĩa là sử dụng được cái vòng lặp đấy để tạo ra cái mô hình đèn giao thông này. Và người ta chỉ tạo được một cái mô hình thôi. Mô hình đèn giao thông à? Đó là một đèn thôi. Bây giờ mình sẽ tạo thành một đèn cho ngã tư luôn. Nhưng mà cái này chỉ là điều khiển tín hiệu đèn sáng thôi. Rồi, đây sản phẩm stem 10A8 nha. Có cái gì hay nhất giới thiệu nào? Cái này đẹp nhất đó. Cái đẹp, này nữa. Logo có cái 10A8 đây là cái đẹp nhất đúng không? Đẹp nhất đây chính là cái gì nhỉ? Thế giới tuyết à? Cây thông Noel được. Cây thông Noel. Rồi. Đây là xốp và thìa nhựa. Xốp và thìa nhựa. À, ở đây là cái thìa, đây thìa ăn kem bánh kem đây. Ok. Đây này là sao này, người ta sờ. Đẹp nhì đây là cái gì? Đất nặn cho trẻ em làm từ bột mì. Cái này bán được ấy nhỉ? Vâng ạ, em không bán đâu. Ok. Tại sao để được lâu đấy không bị cứng? Cho cái gì vào? Bột mì thì hóa vẫn được thì nó sẽ được rất là lâu rồi đó. Nhưng mà thầy để thế đến mai nó cứng thì sao? Cái này nó cứng đi đâu. Cái này chắc là chỉ giữ được một thời gian. Thời gian ngắn rồi đúng không? Mình phải nghĩ xem cho hóa chất gì của môn hóa vào đi để cho nó mềm lâu vào. Vậy em không có hóa chất đâu. Em chỉ đang gọi là thân thiện với môi trường thì không thể. Ok, rồi chào các em nha. À, xe lưu á. Cho xe lưu chạy cái để xem ngay.